Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn đến với sân vận động Hoàng Mai để theo dõi trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 2 của HBL S11, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đó là Anh Pháp và EOC. Đây là đội hình ra sân của Anh Pháp ngày hôm nay. Trong khi đó, đội hình ra sân của EOC gồm có số 25 Hồ Văn Tú. Như vậy là cuộc đối đầu giữa Anh Pháp và EOC đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này, các thủ Anh Pháp sẽ đá phía cầu môn bên tay phải và EOC sẽ đá phía cầu môn bên tay trái. Cú dứt điểm rất căng, không vào. Đó là một pha dứt điểm rất căng. Cơ hội cho các thủ Anh Pháp. Một nhịp khống chế và dứt điểm của Bùi Đình Châu. Pha vứt bóng của Đình Châu. Cú dứt điểm. Đó là pha dứt điểm từ xa của Tuấn Anh Junior. Cú dứt điểm từ xa, pha dứt điểm rất căng. Anh Pháp đang uy hiếp khung thành của LC bằng những pha dứt điểm từ xa, những tình huống bật ra và những pha dứt điểm từ xa rất căng. Như vậy là lưới của các cầu thủ LC đã rung lên. Và đó là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho các cầu thủ Anh Pháp với những gì mà họ đã thể hiện từ đầu trận đấu đến giờ. Nỗ lực uy hiếp khung thành của cầu thủ Anh Pháp. Và họ đã có được bàn thắng vào lưới của LC. Anh Pháp đã là đội bóng nhập cuộc tốt hơn. Và xoay người dứt điểm rất nhanh trong tình huống vừa rồi của Văn Ngọc. Phần đánh gót rất hay. Cú dứt điểm. Cú dứt điểm đi ra mép ngoài mảnh lưới. Một cú rocket của Viết Trường. Cú dứt điểm không vào. Không, như vậy là lưới của các cầu thủ LC đã rung lên. Tưởng như thủ môn của LC đã có thể cản phá được, nhưng cú giao chân của Văn Ngọc, Ngọc Verratti đã giúp cho Anh Pháp có được bàn thắng thứ hai. Chúng ta hãy cùng xem lại pha dứt điểm nửa đẩy này của Ngọc Verratti. Cú dứt điểm bằng chân trái và tưởng như thủ môn của LC đã có thể đẩy được. Trước đó là tình huống gẩy bóng rất hay. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 3 cho Anh Pháp. Điều gì đang xảy ra ở sân vận động Hoàng Mai này? Pha đi bóng của Trần Đức Trung và cú dứt điểm bằng chân trái. Dương Út. Văn Hưng. Cú chuyền bóng của Văn Hưng đánh đầu không được. Đánh đầu không phải là sở trường của Tuấn Anh Junior. Pha chèo bóng rất tốt, có điểm rơi. Nhưng đánh đầu thì như chúng tôi nói không phải là sở trường của Tuấn Anh Junior. Liên tục là những cú dứt điểm của các cầu thủ LC và khung thành của Anh Pháp vẫn đang đứng vững. Cú dứt điểm không vào. LC đang gia tăng sức ép liên tục về phía khung thành của các cầu thủ Anh Pháp nhưng vẫn chưa có được bàn thắng cho các cầu thủ áo trắng. Không vào, không, như vậy là lưới của các cầu thủ Anh Pháp đã rung lên. Mặc dù vậy, dường như bàn thắng của các cầu thủ LC đã không được công nhận. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Cú dứt điểm đầu tiên và thứ hai sau đó, bóng đã tìm tới cột dọc và thủ môn của Anh Pháp đã oi bóng ra. Cú dứt điểm, đó là pha lập công của Tuấn Anh Junior. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho các cầu thủ áo trắng. Cũng giống như ở trong trận đấu gặp DTS thì Tuấn Anh Junior cũng đã lập công từ một tình huống đá phạt. Ở trong trận đấu gặp DTS thì tình huống đá phạt của Tuấn Anh Junior xa hơn và anh đã xuyên qua vị trí của thủ môn. Lần này là cú giật gót lại của Dương Út. Một bài phối hợp rất quen thuộc của bóng đá sân 7 nhưng vẫn vô cùng hiệu quả ở trong tình huống như thế này.
Cầu thủ áo xanh đã ấp lên không kịp. Ngày càng nhiều chúng ta chứng kiến những cầu thủ chuyên nghiệp chơi bóng tại HBL. Cú dứt điểm từ xa và ra chân của Dương Út. Khả Thơ, cú dứt điểm không vào. Quả đá phạt góc cho các cầu thủ LC. Không vào. Ở tình huống này thì Đức Trung đã không thực hiện lại một pha phối hợp đá phạt như trước đó. Ngoài ra cũng có thể là Thiên Khôi. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho các cầu thủ LC với một cú dứt điểm chéo góc. 2-3 cho các cầu thủ LC. Khoảng cách bây giờ chỉ còn là một bàn. Và đó là cú ra chân của số 8 Nguyễn Văn Hưng. Sự overload về mặt quân số đã giúp cho các cầu thủ áo trắng tìm ra được những khoảng trống để tung ra những cú dứt điểm. Khả Thơ, Dương Út. Thời gian không còn nhiều. Cú dứt điểm. Như vậy là lưới của các cầu thủ Anh Pháp đã rung lên. Bàn thắng thứ 3 của các cầu thủ LC 3 đều. Anh Pháp đã không thể đứng vững trước sức ép liên tục mà các cầu thủ LC đã tạo được ra. 3 đều cho các cầu thủ LC. Pha lập công của Hoàng Lương. Không có ai theo kèm Hoàng Lương ở tình huống này. Và số 11 có đầy đủ khoảng trống và thời gian để tung ra cú dứt điểm. Tuyến giữa của cầu thủ áo xanh hoàn toàn bị bất ngờ. Lại là cú ra chân của Hưng Sắm. Như vậy vào lúc này trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Anh Pháp và LC. Tỷ số cuối cùng là 3 đều. Một trận đấu rất hay, kịch tính